Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Sau khi mà các bạn đã kết thúc cái nhiệm vụ có tên là sắc màu cổ xưa tại cái làng Merusi đấy, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ ẩn ở trong này nhá. Và trong video này thì Bảy sẽ tổng hợp toàn bộ những cái nhiệm vụ ẩn ở trong này, làm sao để các bạn có thể mở đến cái kết cục cuối cùng, đó là tổ chức tiệc sinh nhật cho bé Serene. Ok chưa? Cũng có một cái lưu ý dành riêng cho các bạn, đó là bên dưới này chúng ta có một bé có tên là bé Sana. Bé này có bán đồ nhưng mà không bán bằng Mora. Bé này bán bằng cái linh kiện. Những cái linh kiện này chúng ta có thể lấy thông qua những cái nhiệm vụ. Và Bảy tôi vẫn chưa biết rằng là những cái linh kiện này có thể lấy thông qua những cái dương tại cái khu vực làng này hay không. Đợi cái video nhặt dương thì chúng ta mới biết được. Ok chưa? Rồi, chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Đừng quên để lại cho Bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi. Ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bắt đầu video nào. Chúng ta sẽ bắt đầu cái nhiệm vụ đầu tiên có tên là việc tốt khó thành. Các bạn dịch chuyển lại làng Merusi. Rồi, các bạn sẽ thấy là cái điểm hôm trước các bạn đã đưa hoa cho cô bé này trồng đúng không? Và đến hôm sau một ngày nhé, thời gian thực các bạn quay trở lại, thì cô bé có nhờ chúng ta đi xem qua vườn hoa. Các bạn sẽ quay trở lại cái vườn hoa mà các bạn đã cho cô bé này trồng ấy. Khi mà quay trở lại thì chúng ta sẽ gặp một cái nguyên thể khe nước, nó đang hoành hành ở đây. Và các bạn đánh xong con đấy nhá, thì cô bé sẽ nhờ chúng ta đi kiểm tra xung quanh xem còn cái mối nguy hại nào không. Các bạn kiểm tra ra một cái con người máy ở đây và việc của các bạn là diệt nó đi. Sau khi diệt xong thì cái nhiệm vụ này cũng xong thôi. Chúng ta sẽ nhận được 20 nguyên thạch miễn phí. Rất đơn giản nhỉ. Nhiệm vụ tiếp theo đó chính là thuyền ma cô độc. Cái nhiệm vụ này thì có liên quan trực tiếp đến cái một cái nhiệm vụ thử thuốc. Tôi nhớ ở đúng rồi, thử thuốc, ba loại thuốc các bạn. Bảy tôi có hướng dẫn các bạn rồi. Rồi, các bạn sẽ quay trở lại làng và các bạn đi bằng cái lối cửa màu hồng ấy để gặp Ahes. Sau khi nói chuyện xong thì các bạn sẽ đến cái địa điểm gặp Ahes ở dưới mặt biển. Đây, ở bên này. Các bạn nhớ lấy cái năng lực của con hải cẩu, con sư tử biển nhá. Rồi, đến đây các bạn sẽ nói chuyện với Ahes. Ahes sẽ cho chúng ta những cái giải âm thanh. Các bạn nhớ cái đoạn lựa chọn này, các bạn chọn là bắt đầu từ cái ngắn nhất nhé, cho nó dễ đánh chứ đừng đánh cái dài quá các bạn không nhớ đâu. Bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn này. Các bạn nhớ nhá, các bạn giữ E thì là âm dài, các bạn ấn E một lần như thế này thì là âm ngắn. Đấy, các bạn nhớ cái đấy là được. Giữ E thì là âm dài, ấn E là âm ngắn. Rồi, chúng ta bắt đầu thử thách này. Thử thách của chúng ta đầu tiên sẽ là, đây, kích hoạt trước nhá. Âm dài là đầu tiên này. Các bạn giữ E này. Rồi, các bạn ấn E một lần này. Rồi, các bạn lại giữ E một lần nữa. Ok. Bây giờ cái bóng thuyền ma đó đã hiện ra rồi. Các bạn chỉ việc đuổi theo cái bóng thuyền ma đấy thôi. Đến đoạn này, cái thuyền ma của chúng ta sẽ lại mất tích. Chúng ta sẽ nói chuyện với cả Ahes. Sau khi nói chuyện xong, chúng ta sẽ cần phải kích hoạt cái ốc biển vọng âm để tìm những cái vị trí để điều tra đấy các bạn. Các bạn có thể kích hoạt nhé. Rồi, những cái sóng âm nó hiện trên bản đồ đấy các bạn đi điều tra đi. Cái thùng này là đầu tiên này. Ok. Cái thùng số 2 ở bên trong con thuyền gãy này này. Các bạn bơi vào trong. Cái số 3 là các bạn bơi ra ngoài. Nếu các bạn vẫn chưa nhìn thấy thì các bạn hoàn toàn có thể kích hoạt lại cái vọng âm một lần nữa để chúng ta hình dung ra xem nó ở đâu. Rồi, ok, chúng ta có cái điểm phát sáng ngay gần này. À, đây chỉ là cái tiền thôi, cái viên đá tiền thôi. Cái đèn hải đăng á, cái đèn bão á, ở trong Fonten thì nó giống như là cái trụ tiền nhá. Các bạn nhớ cái điều đấy. Và những cái ngọn hải đăng, cái đèn hải đăng đấy, nó đều có thể là cho các bạn, cái đèn bão ấy đều có thể cho các bạn lên phần trăm.
Rồi sau khi mà các bạn tìm đủ ba cái điểm khiêu chiến rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là vào khiêu chiến tiếp này. Một âm dài này, một âm ngắn này và một âm dài. Đấy. Tức là mà giữ E, sau đó là ấn E, cuối cùng lại giữ E. Thì cái thuyền nó lại hiện ra và chúng ta lại đi theo. Các bạn sẽ đi lên trên mặt biển nhé, chứ không phải lặn xuống dưới này đâu. Để dễ các bạn hình dung cái phương hướng nhất, các bạn nên bật map lên để chúng ta có thể là nhìn được mình sẽ đi hướng nào nhé. Bởi tôi thì không bật map nên lặn hơi sâu các bạn. Dưới này tôi cũng thấy nhiều xác thuyền ấy. Thế nhưng mà không thấy thuyền ma đâu, cảm giác mình lạc đường ấy, dã man luôn. Rồi, đây các bạn bật map nên các bạn chỉ cần ấn vào trong này thôi là các bạn đã hình dung là mình phải đi đâu rồi đúng không? Nào, giữ cách. Không biết là các bạn đã bơi quen tay chưa? Chắc là tầm này thì các bạn bơi chắc cũng quen tay rồi đúng không? Giữ cách là bơi thẳng lên. Còn ấn Ctrl trái thì chúng ta lặn xuống, lặn thẳng xuống. Ấn chuột bên phải ấy, chúng ta sẽ dash và bơi nhanh thật. Tôi thích cái kiểu bơi như này. Sau khi mà lên trên biển thì chúng ta sẽ đi theo cái phương hướng nó chỉ đấy. Đây, bên này. Chúng ta sẽ gặp một cái xác thuyền. Trong lúc mà đang điều tra thì sẽ có những con chó săn ma vật xuất hiện. Các bạn sẽ đánh chó săn ma vật. Đánh xong thì chúng ta lại tiếp tục điều tra. Và sau khi điều tra xong thì chúng ta sẽ kết thúc cái nhiệm vụ thuyền ma cô độc với 40 nguyên thạch nữa. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo chính là tiếng vọng cổ xưa. Nhiệm vụ này thì nó liên quan đến một con ốc khổng lồ các bạn. Các bạn quay trở về làng, các bạn gặp cô bé được ở đây nhá. Rồi, chúng ta sẽ có một cái đây thuốc gọi là thuốc nhìn thấu đặc biệt đấy. Các bạn mang đưa cái thuốc này cho cái gì nhỉ? Puka. Đấy, các bạn có thể đi cái lối tắt này cho nó nhanh. Từ cái điểm này nhá, các bạn nhảy xuống cái khu vực nước dưới này. Nhảy xuống, sau đó các bạn lặn xuống. Cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ biết thêm được một cái nền văn minh tồn tại trước cả cái thời kỳ đại sảnh Fonten. Cái nền văn minh này thì họ có một cái ngôn ngữ riêng và họ cực kỳ là tôn sùng âm nhạc. Và cái giai điệu âm nhạc này chính là một trong những cái bản nhạc của họ đấy. Rồi sau khi đến con ốc khổng lồ này thì chúng ta sẽ nói chuyện với cả top top jazz. Đọc đúng không ta? Bạn này thì bạn ấy có yêu cầu chúng ta đến cái khu vực này. Đó, bây giờ các bạn sẽ đi kiểu gì? Đây các bạn sẽ đi bằng cái lối đường nước này này. Cái này thì các bạn tự đi thôi, mình sẽ không không điều chỉnh được đâu các bạn. Mình sẽ tự đi thôi. Rồi, ok, vào trong này rồi. Tiếp tục bơi thẳng về trước mặt thôi. Các bạn nên tận dụng mấy cái bóng nước nó đẩy đẩy mình như này này. Đi cho nó nhanh. Nhưng mà phải bơi khéo cơ, kiểu bảy tôi thì bơi nó không không có khéo, nhiều khi nó cũng. Đó, thấy chưa? Bị lọt luôn. Đây, chỗ này thì mình sẽ không phải lo là mình sẽ bị lọt đâu. Nó tự động mà. Rồi ok, chúng ta đã vào cái hang động dưới lòng cái ngôi làng ở bên trên đấy các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải giải trừ phong ấn. Đơn giản là các bạn chỉ cần đánh chuột vào ba cái ngọn đèn 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 bão rồi thôi. Một ngọn đèn, hai đèn rồi đúng không? Ngọn đèn số 3 nó sẽ ở ở trên các bạn. Nó sẽ ở trên. Ok, bây giờ phong ấn sẽ đã mở ra rồi và các bạn có thể là bay theo cái đường đường này các bạn đi vào. Đó.
vào đến đây rồi, để tìm được cái vị trí mà các bạn cần đi vào, các bạn chỉ cần bơi thật cao lên thôi. Các bạn bơi thật cao lên nhá, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cửa, cái lối vào ở trên này. Đó. Nhớ nhá, bơi thật cao lên, các bạn đẩy thật cao lên. Tôi mất rất nhiều thời gian để tìm được cái lối này á. Sau khi mà các bạn đã tìm được cái bài hát của Vesta rồi, thì chúng ta sẽ phá vỡ cái tảng đá này ra. Cái năng lực của cua thì nó sẽ nằm ở bên ngoài kia nhá. Đó, bên ngoài này này, sẽ có năng lực của con cua ấy. Các bạn lấy nó thì các bạn sẽ phá được cái cửa đá đấy. Rồi, bây giờ tiếp tục đi theo cái đường này, các bạn đi vào trong. Rồi, sau khi tìm được nhạc phổ, chúng ta sẽ quay trở về gặp Catherine để nhờ người dịch giúp cái nhạc phổ này. Trùng hợp thay thì chúng ta lại gặp một cô gái cũng đang biết, cũng biết về cái nhạc phổ này. Và sau khi mà nhờ cô gái ấy giải hộ chúng ta cái nhạc phổ, chúng ta sẽ quay trở lại gặp Topaz. Các bạn sẽ dịch chuyển về cái điểm dịch chuyển ở bên làng nhé. Sau đó mình đi vào nó cũng ok đấy. Từ điểm này các bạn nhảy xuống, bơi thẳng xuống dưới. Để tôi thử xem cái cổng nước này nó đi đâu nhá. Để xem nó đi đâu, nếu mà vào trong kia được thì hay. À không, cái cổng này nó đưa chúng ta lên trên này rồi. Vẫn phải nhảy các bạn ạ. Đâu ấy nhỉ? Cái lối vào đâu ấy nhỉ? Đường rừng mù đường nha. À đây 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 đây, cái chỗ ba con cá này. Rồi, chúng ta lại bơi qua con ốc. Các bạn đi cái lối kia vào để gặp Topaz trước nhé. À, Topaz. Ừ. Sau khi vào nói chuyện với cả Topaz xong thì chúng ta sẽ được cô bé dẫn ra ngoài cho con ốc to. Và lúc đó thì lúc chúng ta bắt đầu gặp một cái nó cũng đau đầu phết đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ trèo lên trên đỉnh của con ốc, các bạn kích hoạt bản nhạc nhé. Sau khi kích hoạt xong thì Paimon có bảo chúng ta là dùng cái năng lực của con cua ấy làm sao để có thể là mở khóa cái ốc này. Lúc này là chúng ta lú này. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để tìm được cái đánh cuối cùng là mới biết đánh vào cái tròn tròn này này. Đó. Cái dài nhất ở phía giữa con ốc kia các bạn. Đấy, đánh vào cái cục này mới đúng này. Tìm mất rất nhiều thời gian mà MiHoYo kiểu nó không chỉ ấy. Rồi, sau khi mà đánh xong con quái đấy thì các bạn cũng hoàn thành xong cái nhiệm vụ này rồi. Chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo là... À không phải nhiệm vụ đâu, mà các bạn sẽ vào nhận miễn phí 4 cái linh kiện từ chị cả trong nhà đấy. Cô bé Serene. Sau khi mà các bạn nhận được 4 cái linh kiện đấy xong nhá. Đây, 4 linh kiện cộng với cả 2 linh kiện các bạn làm từ nhiệm vụ được ấy. Các bạn sẽ quay trở lại chỗ Sana. Cô bé ở đây này, các bạn mua đồ của cô bé Sana. Không biết là Nhặt Dương nó có cho mình linh kiện không nhỉ? Có một số cái dương ở trong này này. Nhặt Dương nó có cho mình linh kiện không ta? Tôi nghĩ là cho chứ nhỉ. Đâu chỉ những nhiệm vụ, bởi tính ra những cái nhiệm vụ ẩn ở trong này nó chưa chắc đã cho mình nhiều cái linh kiện đến như vậy đâu. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là nhà sưu tầm đá quý. Các bạn sẽ chạy đến cái khu vực gặp bé S. Lucy. Bé sẽ yêu cầu chúng ta giao 3 lần. 3 lần, lần đầu tiên các bạn sẽ giao thạch phách này, tượng trưng cho màu mặt trời đấy. Lần số 2 các bạn sẽ giao cái mảnh sắt trắng này, tượng trưng cho màu trắng. Và cuối cùng các bạn sẽ giao cái mảnh sắt, tượng trưng cho màu đen.
cả ba lần thì cô bé đều giả lại cho chúng ta thôi, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta sẽ lại được 20 nguyên thạch nữa. Cái nhiệm vụ này đơn giản nhất, các bạn chỉ việc nói chuyện thôi. Rồi, tiếp theo cái nhiệm vụ là kỳ thạch mạo hiểm ký. Các bạn dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển này. Từ điểm này các bạn quay đằng sau, các bạn trèo lên trên này, các bạn đi vào. Ngay cửa vào thôi các bạn sẽ thấy một cái ký hiệu nhiệm vụ của Puka rồi. Tôi thấy Puka đáng yêu phết. Bây giờ Puka sẽ nhờ chúng ta đi lấy cái túi túi đá kỳ lạ đấy mà cô bé sưu tầm được. Các bạn cứ chạy sâu vào bên trong này để lấy giúp cô bé thôi, không phải đánh quái đâu các bạn. Sau khi mà lấy xong các bạn sẽ về đưa cho Puka nhé. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở bên trên làng á. Sau đó các bạn đi cái lối giếng nước ấy, đi xuống cho nó nhanh. Đây này. Sau khi mà nói chuyện với Puka xong thì Puka sẽ bảo chúng ta mang cái đá kỳ lạ này đi đưa cho một cái thương nhân ở đại sảnh Fontaine xem, định giá xem mà nó có đắt không. Cũng gần đấy, từ cái điểm dịch chuyển ở đại sảnh Fontaine các bạn chạy một đoạn ngắn là đến rồi. Các bạn nói chuyện nhá. Sau khi nói chuyện xong thì thương nhân có thu mua cái đá của chúng ta với giá là 100.000 mora hay là 10.000 mora ấy nhở, hình như là 100.000 đúng không. Các bạn thấy đắt hàng quá các bạn lại về nói chuyện với cả Puka hỏi xem là còn đá không. 100.000 đúng không, vừa tôi nhìn không, nếu mà mắt tôi không nhầm thì 100.000 hay 10.000 nhở anh em nhở. Ấn skip nhanh quá không để ý các bạn. Ok, bây giờ các bạn nói chuyện với Puka, Puka sẽ chỉ cho chúng ta 3 vị trí nữa còn đá. Thì chúng ta sẽ đi thu thập những cái viên đá đấy. Đây, nó ở bên trên bờ hồ này. Các bạn sẽ bắn vỡ những cái này đơn giản các bạn chắc là cũng hiểu thôi đúng không? Các bạn bắn để nó nổ mấy cái cục đá này ra thôi. Ok. Thu thập 97. Cái cục kia có phải là cục đá không ta? 97, cái này là bao nhiêu? 14, 30 viên. 9 cộng 7 cộng 14 là 30 viên. Các bạn về đưa 30 viên mới này cho thương nhân. Chết siêu. Sau khi đưa xong thì thương nhân có bảo chúng ta rằng là đợi một thời gian ấy, anh ta sẽ làm cho chúng ta một cái đồng hồ. Các bạn tua thời gian đến 2 ngày hôm sau. Rồi, 2 ngày hôm sau các bạn quay trở lại nhá. Các bạn gặp thương nhân này để chúng ta lấy cái đồng hồ. À đâu, ông ấy sẽ chế tạo cho chúng ta một món trang sức. Nhưng cuối cùng là cái đá đấy nó không chế tạo được trang sức các bạn. Nên là ông ấy phải chế cho chúng ta một cái đồng hồ. Và nhờ chúng ta đưa cái đồng hồ đấy cho Puka. Bây giờ anh em mình quay trở lại vị trí của Puka để đưa cái đồng hồ này cho cô bé nhá. Và cũng chính nhờ cái đồng hồ này thì Puka cũng đã tự tin hơn vào bản thân mình. Giống như kiểu là trên đời không có gì là phế cả đấy. Kể cả một cái viên đá ấy, bình thường cũng có thể là có tác dụng riêng của nó. Dù không trở thành đá quý của trang sức nhưng mà cũng hoàn toàn có thể chế tạo được một cái đồng hồ để sử dụng dưới nước. Đấy là ý nghĩa của câu chuyện này thôi. Rồi, 20 nguyên thạch cũng như là một cái thành tựu. Chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ ẩn cuối cùng tại cái làng này.
Các bạn sẽ bắt đầu một cái sinh nhật bí mật nhá. Các bạn dịch chuyển lại làng Merisu à Merisi đúng không? Đó, thì ngay trước mặt chúng ta sẽ gặp ba cô bé đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho chị gái. Sau khi mà chúng ta tham gia thì ba cô bé này sẽ đi ra ba góc. Các bạn sẽ nói chuyện với từng cô bé. Cô bé đầu tiên thì sẽ cần một quả trứng này. Cô bé số 2 của chúng ta thì sẽ cần một cái bột mì này. Và cô bé số 3 của chúng ta thì cần một giải thịt sông khói này. Sau khi mà đưa cả ba xong thì các bạn sẽ có một cái bánh sinh nhật. Và cuối cùng chúng ta đã tổ chức sinh nhật thành công. Các bạn sẽ có một cái công thức mới đến từ nhiệm vụ này cũng như là nguyên thạch của mình. Và đây cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Chúc tất cả các bạn thành công.